Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Trong phóng sự đặc biệt này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và anh chị em buổi gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo các tôn giáo tại Colombo, Sri Lanka. Thưa quý vị và anh chị em, sau cuộc gặp gỡ xã giao với Tổng thống Sri Lanka lúc 6:45 chiều thứ Ba 13 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo các tôn giáo tại Bandara Naike Memorial International Conference Hall, cách dinh Tổng thống khoảng 4 cây số, gần với quảng trường độc lập, nơi đã diễn ra lễ tuyên thệ Tổng thống hôm thứ Sáu 9 tháng Giêng vừa qua. Trong những năm gần đây, Sri Lanka đã vướng vào những xung đột tôn giáo trầm trọng. Mặc dù trong cuộc xung đột này cũng không thiếu những trường hợp các nhà thờ Kitô giáo bị đốt hay phá phách, nhưng chủ yếu là xung đột giữa Phật giáo và Hồi giáo. Tác nhân chủ yếu là phong trào Budubala Sina, gọi tắt là BBS, được thành lập bởi hai nhà sư là Kirama Walayothi và Galagoda Athiganasara, với hội nghị đầu tiên vào ngày 28 tháng 7 năm 2012. BBS là thế lực Phật giáo mạnh nhất tại Sri Lanka, được chế độ của cựu tổng thống Rajapaksa ngầm ủng hộ. Phong trào này đã gây ra nhiều vụ tấn công bạo lực nhằm chủ yếu vào các cộng đồng Hồi giáo tại Sri Lanka. Trong buổi gặp gỡ các vị đại diện của các tôn giáo lớn tại Sri Lanka, Đức Thánh Cha nói: "Các bạn thân mến, tôi biết ơn được có cơ hội tham gia vào cuộc họp mang lại với nhau 4 cộng đồng lớn nhất trong số những cộng đồng tôn giáo không thể tách rời với cuộc sống của Sri Lanka là Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và Kitô giáo. Tôi cảm ơn sự hiện diện và sự tiếp đón nồng hậu của các bạn. Tôi cũng cảm ơn những ai đã có những lời cầu nguyện và cầu chúc cách riêng. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với Đức Giám mục Cletus Chandrasiri Pereira và Hòa thượng Thero Visitasiri Nizangoda vì những lời ưu ái của các vị. Tôi đã đến Sri Lanka theo bước chân của các vị tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị, để chứng minh tình yêu tuyệt vời và sự quan tâm của giáo hội công giáo dành cho Sri Lanka. Thật là một ân sủng lớn lao cho tôi khi được đi thăm cộng đồng công giáo ở đây để củng cố đức tin Kitô của họ, để cầu nguyện với họ và chia sẻ niềm vui và đau khổ của họ. Cũng là một ân sủng lớn lao để được ở đây với tất cả các bạn, những người nam nữ của những truyền thống tôn giáo vĩ đại, những người chia sẻ với chúng tôi cùng một khát vọng hướng đến sự khôn ngoan, chân lý và sự thánh thiện. Công đồng Vatican thứ hai, giáo hội công giáo đã khẳng định sự tôn trọng sâu sắc và trường tồn của mình đối với các tôn giáo khác. Giáo hội khẳng định rằng mình không hề phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện trong những tôn giáo này. Giáo hội đánh giá cao phong cách sống và cách ứng xử, giới luật và giáo lý của họ. Về phần mình, tôi cũng muốn tái khẳng định sự tôn trọng chân thành của giáo hội đối với các bạn, đối với truyền thống và niềm tin của các bạn. Chính là trong tinh thần tôn trọng đó mà giáo hội công giáo mong muốn hợp tác với các bạn và với tất cả những người thiện chí trong việc mưu tìm hạnh phúc của mọi người Sri Lanka. Tôi hy vọng rằng chuyến thăm viếng của tôi sẽ giúp khuyến khích và tăng trưởng các hình thức hợp tác liên tôn và đại kết đã được thực hiện trong những năm gần đây. Những sáng kiến đáng khen ngợi tạo cơ hội cho đối thoại là điều kiện cần thiết nếu chúng ta muốn hiểu biết, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng như kinh nghiệm đã cho thấy, cuộc đối thoại và gặp gỡ như vậy muốn có hiệu quả cần phải được đặt cơ sở trên việc thể hiện đầy đủ và thẳng thắn những xác tín tương ứng của chúng ta. Chắc chắn, một cuộc đối thoại như thế sẽ làm nổi bật sự đa dạng của chúng ta trong niềm tin, truyền thống và thực hành. Nhưng nếu chúng ta thành thật trong việc trình bày những xác tín của chúng ta sẽ có khả năng nhìn thấy rõ ràng hơn những điểm chung với nhau. Con đường mới sẽ được mở ra cho sự tôn trọng lẫn nhau, sự hợp tác và tình hữu nghị thực sự. Sự phát triển tích cực như thế trong quan hệ liên tôn và đại kết mang một ý nghĩa đặc biệt và khẩn cấp tại Sri Lanka. Trong nhiều năm qua, những người nam nữ của đất nước này đã là nạn nhân của xung đột và dân sự bạo lực.
Điều cần thiết hiện nay là chữa lành và đoàn kết, chứ không phải là gia tăng thêm những xung đột và chia rẽ. Chắc chắn là đề cao để nuôi dưỡng sự chữa lành và tình hiệp nhất là một nhiệm vụ cao quý được ủy thác trên tất cả những ai luôn mang trong tim mình thiện ích quốc gia và thực ra cũng là những điều thiện ích của gia đình nhân loại. Tôi hy vọng là sự hợp tác liên tôn và đại kết sẽ chứng minh rằng con người không cần phải từ bỏ dù là bản sắc dân tộc hay căn tính tôn giáo của mình để có thể sống hòa hợp với anh chị em của họ. Có biết bao cách để những tín đồ của các tôn giáo khác nhau thực sự sứ vụ này, có biết bao những nhu cầu cần phải được chăm sóc với bàn tay chữa lành của tình huynh đệ liên đới. Tôi nghĩ đặc biệt đến các nhu cầu vật chất và tinh thần của người nghèo, những người khốn cùng, những ai khao khát một đời an ủi và niềm hy vọng. Ở đây, tôi cũng nghĩ đến quá nhiều những gia đình đang phải tiếp tục thương tiếc cho sự mất mát của những người thân yêu của họ. Trên tất cả, tại thời điểm này của lịch sử đất nước các bạn, có bao nhiêu người thiện chí đang tìm cách xây dựng lại nền tảng đạo đức của xã hội như một tổng thể, cầu xin cho sự gia tăng tình hiệp nhất giữa các nhà lãnh đạo và các cộng đồng tôn giáo khác nhau, được thể hiện nơi một dấn thân đặt hoa giải, nơi trung tâm của mọi nỗ lực đổi mới xã hội và các cơ chế của nó. Vì thiện ích của hòa bình, niềm tin tôn giáo không bao giờ được phép lạm dụng, làm cớ gây ra bạo lực và chiến tranh. Chúng ta phải rõ ràng và dứt khoát cách thức các cộng đoàn của chúng ta có thể sống trọn vẹn những giáo lý về hòa bình và chung sống được tìm thấy trong mỗi tôn giáo và tố cáo những hành vi bạo lực một khi chúng xảy ra. Các bạn thân mến, tôi cảm ơn các bạn một lần nữa vì sự chào đón hào phóng của các bạn và sự chú ý của các bạn. Cầu xin cho cuộc gặp gỡ tình huynh đệ này củng cố tất cả những nỗ lực của chúng ta để sống hòa hợp và để truyền bá những phước lành của hòa bình. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.